đau ngơn dòng đất trời minh chứng. Tâm lòng thành quyết dựng đạo đời, đôi điều hòa nhà nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạnh bàn. Lòng nghèo trẻ thao biết đoàn biết ca kết, phi xác ở phàm mê mệt đâu này, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thấy biển khổ đâu an lòng đằng, sông thuyền ra cứu vớt sanh linh, miệng nghe cho ba tánh nó vẹn mình, hết cơn bệnh tật hết tinh nó đào tàn. Cuối nhờ nước ma mắt nghe mẹ xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bận nhớ.